Xin chào tất cả mọi người. Rất hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với tựa game Resident Evil 4 phiên bản Việt hóa trên channel của mình. Mình là Chris. Tập trước thì Leon và Ashley đã dùng cái cỗ máy này để tiêu diệt những cái con ký sinh trùng trong người. Và mình nghĩ tập này chắc có lẽ là tập cuối của phần cốt truyện chính, phần cốt truyện của Leon luôn rồi đấy. Ok, chúng ta đi tiếp nào. À mà khoan, trước khi chúng ta đi tiếp thì mình sẽ dành ít phút kiểm tra gì đây? Dành ít phút để nói về cái con quái vật bất tử. Mình gọi nó là con quái vật bất tử hoàn toàn là chính xác đấy, chứ không có sai đâu. Thì tên gọi chính xác của nó là Regenerator, còn phiên bản tiến hóa của nó có tên là Iron Maiden. Mà cái từ Maiden có nghĩa là thiếu nữ hoặc là trinh nữ, cho nên mọi người có thể hiểu là nó vốn đã từng là một cô gái đấy. Chứ không thôi, không ai mà lại đặt vật chủ là nam mà lại đặt tên là Maiden hết. Thì cái từ Iron Maiden dịch ra có nghĩa là thiếu nữ sắc hoặc là trinh nữ sắc. Trong mấy tập trước chúng ta có đọc một số cái tài liệu đây này. Thì trong mấy cái tài liệu này nó có đề cập đến cái việc là ngay ở thời điểm đầu á, khi mà tìm được cái loại ký sinh trùng này ở dưới một cái hầm mỏ, thì những người thợ mỏ là những người đầu tiên bị nhiễm. Và sau đó thì trong quá trình nghiên cứu á, Louis khám phá ra rằng là rất nhanh chóng kiếm được cách để có thể lấy những con ký sinh nó ra khỏi người một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng cái tập đoàn hay là cái tổ chức mà anh ta đang làm việc á, thì lại không muốn, mà lại muốn nghiên cứu để làm sao để biến cái con ký sinh trùng này thành một loại gì cực kỳ khó khăn khi lấy ra. Đây, cực kỳ khó khăn khi lấy ra, tại vì bọn chúng trong quá trình nghiên cứu đã thấy được cái tiềm năng, hay có thể nói là một cái quyền năng luôn của cái dòng ký sinh trùng này. Tại sao mình lại nói là quyền năng? Tại vì một trong những cái đặc tính của cái loài ký sinh trùng này, ngoài việc là có thể điều khiển được do nó có sống kiểu bầy đàn á, thì nó còn có thêm chức năng nữa mà chúng ta sống, chúng ta sẽ thấy trong những cái con Regenerator này, đó chức năng có thể tái tạo lại phần cơ thể đã bị tổn thương. Cho nên mình gọi nó, mình thường hay gọi nó là quái vật bất tử là vậy đi. Thì cái con này nó khác với lại những cái vật chủ khác. Thường thì mấy người dân làng, mọi người để ý thấy thì mỗi dân làng chỉ có một con ký sinh trong người thôi. Bằng chứng là sau khi mình bắn một hồi thì con ký sinh nó sẽ lồi ra ở phần đầu á. Thì khi chúng ta bắn chết con ký sinh phần đầu, họ chết luôn. Đó là một minh chứng cho việc là họ chỉ có một con ký sinh trong người thôi. Còn những cái con này nó lại khác, những cái con Regenerator này nó lại khác. Trên người nó có ít nhất là 3 con. Đó là con thường nữa nha. Còn qua phiên bản tiến hóa của nó là Iron Maiden đó, thì nó ít nhất là 4-5 con. 4 con phía trước, 1 con phía sau. Thì mấy con này á, nó bắt đầu á, lúc ban đầu thì mọi người nhìn cũng biết không, vật chủ của nó vốn là con người. Nhưng mà tại sao nó lại khác với lại những dân làng? Đây, nó khác á, là do nó được cấy vô người nhiều con ký sinh hơn. Những cái dân làng á, mình có thể nhìn thấy vẻ ngoài của họ phần nào vẫn còn giữ được hình dáng của con người, ngoại trừ đôi mắt ra. Nhìn cái đôi mắt biết, nhìn cái đôi mắt màu đỏ là biết liền. Còn những con đó nhìn cái là biết nó là quái vật. Tại sao? Tại vì cái xác ngoài của nó đã hoàn toàn bị biến đổi rồi. Và bên trong nó thì nếu mà nghiên cứu kỹ á, chúng ta sẽ thấy là nó hầu như là nó bộ xương của nó không còn nữa. Cho nên lúc mà mọi người thấy tướng đi của nó hơi cờ giật đúng không? Là do bộ xương nó không còn nữa. Trên người nó bây giờ chỉ còn là cơ bắp thôi. Cho nên mấy lần trước mà mình bắn bể cái chân, bắn nát cái chân nó búng lên vậy, là nó búng lên cực nhanh á. Đấy, bây giờ trong người nó toàn là, bây giờ chỉ còn là những cái bó cơ thôi. Và cái việc mình nói cái là ký sinh trùng này có khả năng tái sinh á, đấy, do nó được cấy nhiều con cho nên nó có được cái khả năng đó. Chứ thường là mấy người dân họ chỉ được cấy một con nên họ không có khả năng tái sinh. thì tại sao nó lại có cái khả năng tái sinh đó? Nó không phải là cái gì, điều gì xa vời đâu. Thật ra thì cơ thể con người chúng ta cũng có khả năng tái sinh, nhưng mà nó rất là nhỏ thôi. Ví dụ đi, chúng ta đi mà trượt chân té ngã, bị chày xước, chày da chóc vải đấy, thì sau một thời gian cái vết thương nó sẽ đóng kết lại, và sau khi nó lành hẳn thì chúng ta sẽ có một lớp da mới. Đó chính là khả năng tái sinh đó. Và cái con ký sinh trùng này nó sẽ biến cái khả năng đó của con người trở nên nhanh và hiệu quả hơn, nhanh hơn gấp trăm gấp ngàn lần luôn. Như mọi người cũng thấy, mỗi lần chúng ta bắn nát một bộ phận cơ thể tay chân nó hầu như là nó mọc lại ngay lập tức, ngay tức thì luôn, cho nên mình mới gọi nó là quái vật bất tử. Thì tại sao làm được như vậy? Là do mấy cái con ký sinh trùng trong người nó, khi mà chúng ta bắn bể một bộ phận nào đấy, nó sẽ điều khiển những cái bó cơ, những cái nhóm cơ bắp mọc dài ra để nối những cái bộ phận nó khác lại, hoặc là mọc ra cái bộ phận khác thay thế. Thì thêm một cái đặc điểm nữa của con này là nếu mọi người để ý, lúc mà chơi đeo tai phone á thì sẽ nghe cái tiếng thở khò khè của nó. Trong tập trước mọi người cũng nghe đúng không? Thì đó là do nó cần một lượng lớn oxy gấp nhiều lần người bình thường để nó nuôi, để nó đưa oxy trong máu nuôi những cái con ký sinh trùng đó. Tại vì cái con ký sinh trùng đó bây giờ là một phần của cơ thể luôn, nó chính xác là cái xác của vật chủ đã chết rồi. Bây giờ nó di động được, nó tấn công được là do những cái con ký sinh trùng nó điều khiển. Mấy con ký sinh trùng đó bây giờ nó đóng vai trò là trái tim với lại bộ não luôn. Chính những con ký sinh trùng nó đã điều khiển những bó cơ mọc dài ra hoặc là khép lại để mau chóng tái sinh cơ thể đấy. Và khi chúng ta bắn hết những cái con ký sinh trùng đó, tiêu diệt hết, thì cơ thể của nó sẽ nổ tung. Lý do là sao? Theo như mình đọc được một số tài liệu mà mình tìm được trên mạng á, thì do là nếu mà cái tiếng thở của nó là do nó hít nhiều khí oxy vô, một lượng lớn vô, cho nên mình nghe tiếng khò khè ấy. Và khi mà chúng ta giết hết những con ký sinh trùng thì cơ thể nó, cái bộ máy vận ra lệnh cho các cơ quan nó kiểu mà bơm khí oxy đi khắp nơi á, để nuôi các phần cơ thể á, nó không còn ai điều khiển nữa. Giống như cái việc mà chúng ta thổi khí vô bong bóng đến một lượng nhất định thì nó sẽ nổ tung, thì cái này cũng giống vậy. Do nó vẫn hít oxy vô, mà cái này không hẳn nó hít bằng cơ thể mũi đâu, có thể là qua da nữa, mình đoán là vậy, qua mấy cái lỗ chân lông nữa. Chứ nếu mà nó hít bằng mũi miệng không thì cũng chưa hẳn đã đủ. Trên cái việc mà khi chúng ta hủy hết những cái con ký sinh trùng thì không còn ai để điều khiển cái lượng khí oxy, nó trải dài khắp cái cơ quan nữa, khiến cho cái mạch máu nó phồng lên và nó nổ. Đấy, đó là nguyên nhân như thế. Còn gì nữa không ta? Để mình nhớ lại coi cái con này nó còn gì nữa. Hình như là hết rồi. Đúng rồi. À đúng rồi, còn một cái cuối cùng, một cái nói chung là một cái mánh để diệt cái con này mà mình đọc thấy trên mạng. Đó chính là chúng ta sẽ bắn bể hai cái chân, một hoặc hai chân của nó. Khi nó khều xuống như thế này thì lại gần, dùng dao nghe kỹ nha, dùng dao để chém. Đấy, dùng dao như thế này nè để chém. Đấy, nó chỉ như vậy đấy. Nếu mà chúng ta canh hay thì chúng ta có thể vừa chém vừa lùi để diệt hết những con ký sinh trùng. Và dĩ nhiên cái mánh này chỉ dành cho những dân rồ hoặc là những người đã phá đảo cái tựa game rẻ 4 này ít nhất một vài lần. Đối với mình thì chắc mình sẽ không dùng cách này đâu. Thứ nhất là tuy là nó tiết kiệm đạn thiệt, nhưng mà có một vấn đề là khi mà cái con nó khuỵu xuống đó, nó sẽ búng tới. Đừng nghĩ là nó khuỵu xuống là nó sẽ nằm yên như chúng ta chém nha. Nó khuỵu xuống nó sẽ búng tới cắn chúng ta nữa đây. Cho nên cái mánh này không dành cho những người bình thường, chỉ dành cho những người mà đã từng phá đảo game này ít nhất vài lần thôi. Còn đối với những người mà mới chơi game này lần đầu mà gặp con đó, dám chơi gì đó mới lạ. Rồi, chúng ta đi kết thúc game thôi. Nhiệm vụ của chúng ta Sức mạnh thực sự của nước Mỹ nằm ở ba nơi: Bộ Tư pháp, cơ quan hành chính và quân đội. Để kiểm soát những nơi này, chúng ta phải tác động đến suy nghĩ của những người cố vấn của Tổng thống. Sau khi hoàn thành, các bộ còn lại sẽ sụp đổ nhanh chóng dưới sự chỉ huy của chúng ta. Nếu chẳng may nước Mỹ tìm ra kế hoạch của chúng ta, tổn thất nên được giảm thiểu đến mức nhỏ nhất. Chúng ta vẫn có thể chinh phục đất nước này theo kế hoạch dự phòng. Một khi chúng ta thâu tóm đất nước này, chúng ta sẽ sử dụng ảnh hưởng đến quốc tế của họ làm bàn đạp. Phần còn lại của thế giới sẽ sụp đổ nhanh chóng. Chuyện đã rồi, nếu bước đầu của chúng ta không suôn sẻ như mong đợi, thì sẽ phải thực hiện kế hoạch dự phòng bằng cách đưa lực lượng đặc biệt vào. Nhấn mạnh chữ đặc biệt. Chúng ta sẽ thâm nhập đất nước đó từ bên trong. Sợ hãi và hỗn loạn sẽ lây lan qua các quốc gia như một con virus. Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi đất nước đó mất đi sự ổn định. Đến lúc đó, khi họ đang siêu nhất, chúng ta sẽ tấn công. Hỏi những người anh em, thế giới sẽ sớm được thanh tẩy. Thì cái chữ đặc biệt đó nhấn mạnh đến những cái loại vũ khí mà trong cái dòng game mà là vũ khí sinh học ấy, thì cái con mà lúc nãy giờ mình nói một đống không á, nó cũng được xem là một loại vũ khí. Cái chức năng hồi phục nhanh chóng của nó, đó là do quá trình trao đổi chất của nó nhanh gấp nhiều lần, cho nên nó mới có thể hồi phục nhanh như vậy. Và đồng thời đó cũng là một cái nhược điểm của nó luôn. Tại vì quá trình trao đổi chất nhanh gấp nhiều lần như vậy, thì nó sẽ cần một lượng oxy với lại một lượng năng lượng khổng lồ để có thể duy trì quá trình đó. Oxy, cần một lượng oxy thì nó có thể hít qua không khí, qua mũi hoặc là qua da. Còn lượng năng lượng khổng lồ đó từ đâu? Theo mình nghĩ thì là nó sẽ khi nó cắn hoặc là nó ăn những cái vật khác, mình nghĩ là qua đó để nó hấp thu năng lượng. Cho nên cái loại này, loại quả vật này cũng là một loại vũ khí đặc biệt. Cho nên bình thường thì chúng ta sẽ không gặp, mà chúng ta chỉ gặp trong những một số nơi mà nó nghiên cứu thôi. Và bình thường thì do con quái vật này nữa, kiểu mà nó trao đổi chất nhanh quá, cho nên nếu mà không đủ năng lượng cho nó thì có lẽ là nó sẽ nổ tung, hoặc là nó sẽ bị cái gì đây. Cho nên bình thường nó sẽ, mấy con này nó sẽ bị đóng băng, và nó sẽ thả ra, bị đánh thức khi mà chúng ta tới gần hoặc là có người đó thả ra rồi. Trong mấy tập trước mọi người còn nhớ không? Trong cái hầm, trong cái phòng giữ xác á, khi mà chúng ta lấy cái ống nhòm tầm diệt á, đây, đó là một minh chứng. Mình nói nó là một quái vật bất tử là do nếu mọi người chơi lần đầu mà không vô cái căn phòng đó, không lấy được cái cây ống nhắm hồng ngoại này nè, thì làm sao biết nhược điểm của nó ở đâu. Cái phòng đó chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua nhé, tại vì trong đó chỉ có cái ống tầm nhiệt thôi, chứ không có gì quan trọng hết. Nếu mà ai chơi mà đi lẹ, hoàn toàn có thể bỏ qua cái phòng đó. Vì khi không có ống nhắm này, chúng ta diệt nó bằng cách nào? Một là sử dụng cái rocket, một phát chết ngay, tại vì cái lực sát thương của nó lớn quá. Hai là hên xui, bắn đại, biết đâu chúng nó còn ký sinh trùng. Mà như vậy thì sẽ tốn hao một lượng đạn dược khổng lồ. Thứ ba là dùng dao như nãy mình nói đấy. Mà mọi người thấy gì có khả thi không? Khó lắm. Cho một tấm máu. $250 mát rồi. Rồi tập này tập cuối thì chúng ta sẽ dùng cái này nha. Chút nữa sẽ dùng cái này. Đây còn gì để lấy không nào? Về hết rồi. Không còn ngôi sao nào hết. Rồi, coi có nâng cấp được gì nữa không? Welcome. Got a selection of good things. What are you buying? Có 12k. Nâng cấp không được gì luôn. Súng trường. Thôi nếu là không cấp được thì mình sẽ chiều người xem vậy. Có bạn là nói là muốn mình chơi kiểu nâng cấp xong bắn bỏ thì đây. Mà trước khi đó chúng ta nên lưu lại cái đó. chương kết rồi. Rồi. Bữa giờ nhìn lão này nhiều lần rồi. Bán giá cắt cổ còn thu lại thì giá bèo bọt. Cho mày chết. Có rớt gì không? Đây. Mình giết nó xong rồi. Không có rớt gì được gì hết. Không có gì để lầm hết. Đấy nha. Đừng có bảo là mình không chiều người xem nhá. Sau này nếu mà chúng ta quay lại thì không còn gã này ra đâu. Đoạn kết của cuộc hành trình. Ashley, you stay here. Đúng rồi, Ashley đợi đây đi. Chứ dẫn Ashley lên khó xử lắm. Vừa đánh boss mà vừa cứu Ashley nữa con. Ôi, Ada bị bắt khi nào vậy? Ada. Phải nhìn cái gậy của nó kìa. Better try a new trick, cause that one's getting old. You okay? I've been better. What's so funny? Oh, I think you know. The American prevailing is a cliché that only happens in your Hollywood movies. Oh, Mr. Kennedy, you entertain me. To show my appreciation, I will help you awaken from your world of clichés. Ada, stand back. Đợi đi Ada, để anh. Nhược điểm của nó là con mắt ở chỗ cái đầu á. Nhược điểm lớn nhất của nó. Để mình thử lần quả bom này có tác dụng. Không có tác dụng nhé. Quăng hết đi lấy chỗ hồi còn lụm đồ. Chúng ta phải chọn chỗ để hồi lụm đồ. Lò nhược điểm ra. Cầm cái này luôn. Chết men, không có chỗ đi. Lột xuống kìa. Chạy kéo về khoảng cách, kiếm góc nào có thể bắn rồi. Chạy liên tục qua đây ấy, đèn nó nhấp nháy là cửa nó sắp đóng đó. Đi nhanh. Để máu Chạy qua. Ở đây con. Ủa, lò canh bắn cái thôi. Bình tĩnh nào. Chưa. Cứ dùng cái này đi. Lợi đấy. Đậu xanh đó. Đâu rồi. Leo. Mày này. Còn bảo vô. Đâu rồi, cái thang đâu, cái thang. Chạy qua kia. Coi map coi. Chúng ta phải chiến đấu một lúc nữa thì mới được. Khoan. Sắp xếp. Sắp xếp chỗ lên hòn để đồ. Để cái gì chút nữa mình sẽ thấy thôi. Rồi, như này đủ rồi. Chạy. Đây này mày. Lội đây mày, phải. Ada quăng ở đâu vậy? Bên kia đúng không? Kìa. Ồ. Cố lên, đừng rớt. Lấy cái súng này chúng ta sẽ diệt nó nhanh thôi. Rồi. Bắn vô con mắt mới được. Cần nó gục xuống chúng ta mới bắt nó kia được. Chuyện bắn bây giờ có khả năng hụt cao lắm. Rồi. Mày chết mày anh. Loại súng bắn tên lửa đặc biệt, một vũ khí hoàn hảo đi diệt chủng. Gục xuống. Mày né đi đâu cho thôi. Né đâu cho thoát. Chết chưa. Rớt tiền ra. Ý cái mẫu virus kìa. Cái mẫu ký sinh trùng này. Oh. Sorry Leon, hand it over. Ada, you do know what this is. Don't worry, I'll take good care of it. Ada! Gotta go. If I were you, I'd get off this island too. Rồi, kích hoạt từ hủy luôn. Here, catch. Better get a move on. See you around. Chúng ta có 2 phút 40 mấy giây để thoát khỏi chỗ này. Một cái chìa khóa. Very cute. Chìa khóa Z Sky. Hệ thống khẩn cấp đã bị kích hoạt, đem mở khóa. Nhanh. 100.000. Đâu rồi, cái thang đó đâu rồi? Thang đó đâu? Đây. xuống dẫn Ashley đi khỏe lên. We have to get off this island now. It's gonna blow any minute. It's gonna what? Tới màn đua này. Cái giọng mình này ít chết hoặc là không chết lần nào đi. Còn khó lắm. Rồi lại đi em ơi. Còn một phút mấy. Mấy lần trước mình chơi đoạn này không biết chết bao nhiêu lần luôn. Phải đi đây thôi, không lấy gì hết. Một chiếc chìa khóa cho máy trực tiếp, có thể coi nó là một món quà của Ada. Vậy đi thôi. Đã lên. Hang on, sweetheart. Ôm chặt anh vô. Nhanh kéo không kịp. Wow. Ôi, vào 1 phút 15 giây. Kịp không? Chúng ta có kịp không? Tăng tốc luôn. Quay. Wow. Cố lên. Ồ, cố lên tí mới được. Tí nữa thôi. Cố lên, rồi xong rồi. Yes, không chết lần nào, hay lắm. Mình cứ tưởng là phải chết ít nhất 10 lần. Mấy lần trước chơi chết không biết bao nhiêu lần. Lần này một phát qua luôn. Tuyệt vời. Ashley, where are you? Leon! Hai lần này chơi rồ quá. Come on. Let's go home. Sounds like a great idea. Mission accomplished. Right, Leon? Not quite. I still have to get you home safe. So after you take me back to my place, how about we do some thả thính kìa. Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt to ask. Dở quá. So who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. She's like a part of me I can't let go. Let's leave it at that. Đừng nói Ada chứ ai. Ada hay Lea. Chỉ có Leon mới trả lời được câu nói đó thôi. Cũng có thể là Ada, cũng có thể là Lea. Hunnigan, is that you? Finally, the line's jack free. Hey Hunnigan, no glasses. Forget the glasses. What's the status of the mission? I've rescued the subject. We're returning home. You did it, Leon. Thanks. You know you're kind of cute without those glasses. Give me your number when I get back. May I remind you that you're still on duty. Story of my life. Không ngờ là Hunnigan cũng xin số của em Hunnigan này. Tưởng đâu thanh niên cứng chứ. Tỷ lệ trúng số lần bạn bị ngẫm 30 lần. 30 lần thì chắc chết vì mấy cái quỷ QTE sẽ cũng khoảng 99,99% mà. Nên mình nhớ là coi thì bị cái thằng boss Raymond giết một lần này. Với lại bị cái con mà bị khâu mắt trên móng tay nó mọc mấy móng vuốt á, bị giết khoảng 3 lần, khoảng 4 lần. Còn nhiều chết vì QTE không. Phải khỏi đi. Giờ bạn có thể mua một cái súng rocket vô hạn đạn và một Matilda từ tay thương nhân. Matilda là cái cây kiểu súng lục mà nó gắn thêm cái bán súng này. Đấy, mọi người thấy trên hình. Còn rocket vô hạn đạn chắc không cần phải thuyết minh nữa chứ gì. Nếu mà chúng ta chơi New Game cộng chúng ta sẽ mua được hai cái này. Đồng thời nếu mà phá đảo thêm lần nữa mà ở độ khó cao hơn thì chúng ta sẽ mở khóa thêm được cái cây súng máy, cái tên gọi là Chicago mà mình hay gọi là máy đánh chữ Chicago ấy. Và đồng thời cũng có thêm một cây súng điện từ nữa. Nếu đúng rồi, chính xác là cái đó. Nhưng mà chúng ta phải chơi lại và ở độ khó cao hơn nữa mới mở được mấy cái đó. Sau khi chúng ta phá đảo thì màn hình nó như thế này, thì nó sẽ mở khóa thêm cái phần chơi mới này, mở rộng, thực hiện là tên của các thành viên đã tham gia làm cái game này vậy. Mở rộng, ngoại truyện, màn trình diễn của Ada, lính đánh thuê, xem viên các cảnh. Để coi mình có sót gì không. Chương 1 không, chương 2 không, chương 3 hình như thiếu cái gì vậy? Thiếu hết file. Chương 4 full, chương 5 full luôn. Đến đánh thuê là cái phần chơi mở rộng thôi, nó không có liên quan tới cốt truyện hết, cho nên chắc có lẽ mình sẽ không chơi phần này. Còn cái phần màn trình diễn của Ada chắc chắn là mình sẽ chơi. Còn ngoại truyện là chưa biết gì luôn. Ý, lại là một phần chơi khác của Ada đó kìa. Ngon đấy. Vậy nha, nếu mọi người thấy thích cái series này thì ngoài việc like ra thì hãy tích cực chia sẻ của nó, chia sẻ cái series này lên Facebook hoặc là lên các nền tảng gì mọi người hay dùng để giúp cho kênh ngày càng phát triển hơn. Thì việc đó đồng nghĩa việc tiếp thêm động lực để mình có thể ra những cái video hay khác về cái dòng Resident Evil này. Vậy nha, hẹn gặp lại trong phần chơi của Ada. Bye bye.